với chuyên mục 101 tuần này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ ca sĩ nhạc sĩ Vũ Cát Tường để cùng lắng nghe cô chia sẻ về vai trò huấn luyện viên của mình trong chương trình The Voice Kids. Vũ Cát Tường xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang theo dõi View TV. Lý do mà Tường nhận tham gia Giọng Hát Việt Nhí 2016 là bởi vì Tường thích con nít thôi và Tường thích giáo dục con nít. Mình cũng chưa biết được là nếu như sau này mình có con thì mình sẽ truyền tải âm nhạc hoặc là dạy dỗ bằng âm nhạc cho các con mình như thế nào. Thì đây là một cái trải nghiệm rất là mới và cũng là nhiều thử thách và trọng trách trên vai của mình. Cái Tường hay chia sẻ rất là nhiều là cái chương trình truyền hình thực tế nó hay ở chỗ là mình như thế nào thì mình sẽ tỏ ra như vậy khi mà mình lên chương trình. Mình cũng đã nghĩ rất là nhiều câu để mình có thể nói, nhưng mà cuối cùng là lên sân khấu thì mình lại không nói lại hai đội kia. Nhưng mà Tường thì bản thân Tường cũng nghĩ là những cái đứa bé mà trong đội của Tường, và khi nó đã xác định chọn Tường thì có nghĩa là những đứa bé đó nó cũng đã lớn trước tuổi một chút xíu, và bản thân nó cũng trước khi nó đến với chương trình thì nó cũng đã nghĩ sẵn trong đầu là nó sẽ chọn ai. Và cái hơn nữa là đối với những em bé mà khi mà nó có cái mục tiêu rõ ràng như vậy á, thì mình chỉ cần đánh trúng tâm lý của bé thôi. Mình nói ít thôi nhưng mà mình đánh trúng tâm lý thì mình sẽ thắng. Tất cả những đứa bé trong đội Tường, 15 bé cho đến hiện tại này, là những đứa bé mà Tường rất là hài lòng về mặt tư duy, thái độ học tập và cả tài năng của các em. Bởi vì khi mà các em được truyền đạt cái suy nghĩ hay là cái kỹ thuật trong thanh nhạc thì các em làm nó rất là chắc chắn. Nhưng mà các em thì cả hết 15 em không phải là đến với cuộc thi này trước đó là một con nhà nòi. Các em không phải là kiểu như là được rèn luyện từ nhỏ hay là được nuôi dạy để đi thi từ nhỏ, mà thật sự các em là những cái nhân tài rất là tinh khiết, nghĩa là chưa những cái viên ngọc chưa qua mài dũa gì hết, nhưng mà cái bẩm sinh của các em á, nó rất là mạnh. Và Tường luôn muốn giữ cái sự trong trẻo đó và hồn nhiên đó. Cũng là một người bước ra từ Giọng Hát Việt thì có lẽ là đó là một cái ưu điểm lớn nhất của Tường. Và để nói về kinh nghiệm thì Tường nghĩ là thứ nhất là về tâm lý, cái thứ hai nữa là chiến lược cho từng dòng, làm sao để mà tạo ấn tượng trong lòng khán giả, làm sao dòng này mình hát cái gì, dòng sau mình nên hát cái gì thì sẽ là tốt nhất. Thì đó là những thứ mà Tường đã từng được học. Những cái kinh nghiệm đó thì mình nghĩ là mình sẽ truyền lại cho những cái đứa trẻ của mình đang rèn luyện. Tường thì Tường không có thích nói trước cái gì hết á. Mình chỉ biết là mình sẽ cố gắng hết mình thôi. Và dù thắng hay thua gì thì mình cũng muốn là mình dành hết cái khoảng thời gian đó để mình dồn tâm sức làm một lần cho nó thỏa cái sức của mình và những cái gì tốt nhất dành cho các em. Sáng tác của Tường dành cho các em thì cũng có, nhưng mà Tường không có tiết lộ bây giờ được. Và dĩ nhiên không cả, mỗi một vòng thi, mỗi một live show thì Tường sẽ đặt ra một cái mục tiêu cho tất cả các thí sinh thi, thử thách của Tường đặt ra. Cho nên là những bé nào mà vượt qua được thì dĩ nhiên công bằng, mình phải cho bé đó vào vòng tiếp theo. Còn nếu không thì phải bị loại thôi. Cái sáng tác của Tường chính là một phần thưởng cho các em, mà vào ở vòng nào thì các bạn hãy đón xem để xem là bé nào thì mới được hát sáng tác của Tường. Tường xin cảm ơn khán giả của View TV rất nhiều vì đã cho Tường chia sẻ một chút xíu, và hy vọng là tất cả khán giả của View TV sẽ ủng hộ cho Tường cũng như là đội của Tường. Xin chào. Có thể thấy rằng cuộc thi The Voice Kids năm nay đã thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng nhờ sự thay đổi đến từ hàng ghế huấn luyện viên, và Vũ Cát Tường chính là một trong những nhân tố tạo nên sức hút cho cuộc thi. Xin chúc cho Vũ Cát Tường và team của mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình Showbiz 101 cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chương trình theo những cách thức quen thuộc nhé. Và cũng đừng quên theo dõi chương trình Showbiz 101 được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 View TV. Còn bây giờ, Thảo My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.